Ngoài câu chuyện về phận má hồng, ba chìm bảy nổi vẫn không được hạnh phúc, cô Tư Hồng còn mang đến hình ảnh một nữ doanh nhân sắc sảo trên thương trường. Chắc hẳn ai yêu văn học đều biết đến nhân vật Me Tư Hồng, người phụ nữ lấy chồng Tây, sống ở Hà Thành đầu thế kỷ 20 với cuộc đời lẩn khuất nhiều bi kịch. Một số người vẫn cho rằng bà là nhân vật hư cấu từ trí tưởng tượng của các nhà văn dựa trên số phận của người phụ nữ đương thời. Thế nhưng, thực tế, Me Tư Hồng hoàn toàn có thật. Bà không chỉ nổi tiếng với nhan sắc cuốn hút đàn ông mà còn là nữ đại gia khét tiếng của Hà Nội. Bà Tư Hồng tay trắng làm nên cơ nghiệp. Bà Tư Hồng tên thật là Trần Thị Lan, sinh năm 1868 trong một gia đình nghèo ở Hà Nam. Bà sở hữu nhan sắc tuyệt trần khiến nhiều thanh niên si mê khi đến tuổi trưởng thành. Sau đó, bà trở thành phu nhân của quan Tư Lắc Lan, cuộc đời bà bắt đầu rẽ sang bước ngoặt mới. Sau khi lấy chồng, bà bắt đầu đặt chân vào giới kinh doanh từ những mánh khóe buôn bán mà mình đã học được. Thời điểm này bà tìm hiểu và kinh doanh về lĩnh vực thầu khoán ở Hà Thành. Năm 1892, bà Tư Hồng gây chấn động khi là người phụ nữ đầu tiên mang hồ sơ đến cơ quan sở tại, phụ trách về thương nghiệp xin thành lập công ty thầu An Nam. Vì danh tiếng Pháp, lại thêm am hiểu về luật nên bà đã được cấp giấy phép. Chỉ 2 năm sau, tên tuổi bà Tư Hồng nổi tiếng khi đánh bại các doanh nghiệp có máu mặt của người Hoa, người Pháp để trúng thầu hợp đồng rất lớn là phá dỡ thành Hà Nội. Bà Tư Hồng rất giỏi trong việc quản lý nhân công cho các công trình, có thời điểm lên đến hàng ngàn người. Nhờ đó, gói thầu của bà hoàn thành sớm hơn dự kiến đến 6 tháng. Bằng sự nhạy bén, từ số gạch đá cũ phá dỡ thành Hà Nội, bà Tư Hồng mua đất xây hàng loạt ngôi nhà để kinh doanh, bù lại khoản tiền bỏ ra thuê nhân công. Thành công liên tiếp nhiều công trình giúp sản nghiệp của bà dồi dào. Không dừng lại ở đó, bà Tư Hồng bắt đầu lấn sân sang kinh doanh thực phẩm, cung cấp lúa gạo cho các nhà tù, vận chuyển tàu biển. Người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu. Không chỉ giỏi giang về việc kinh doanh, bà Tư Hồng còn tự mình chứng minh cho xã hội bấy giờ thấy được phụ nữ lấy chồng Tây không phải là người thường lẳng lơ, không tài cán. Bà Tư Hồng được khắc họa là người phụ nữ nhân hậu, thường xuyên giúp đỡ người nghèo. Giai đoạn 1902 đến 1903, khi các tỉnh miền Trung mất mùa, thóc lúa khan hiếm, bà Tư Hồng khi chở gạo từ Nam ra Bắc. Ban đầu dự định bán nhưng thấy bà con lâm vào cảnh lầm than nên đã chuyển số gạo này cứu tế miền Trung. Ngoài ra bà còn mổ bò, chia mỗi suất 1 cân gạo, 1 lạng thịt để phát cho các hộ dân vùng đói. Ngoài việc cứu đói, bà còn tự bỏ tiền túi để mua thuốc chạy chữa cho những người đang mắc bệnh dịch. Tài giỏi, xinh đẹp nhưng phận đời đầy chuyên chuyên. Có tiếng là người nhân hậu, giỏi giang kinh doanh là thế, nhưng bà Tư Hồng có cuộc đời đầy chuyên chuyên. Năm 17 tuổi, gia đình vỡ nợ, bị bố mẹ ép gả cho Lý Trưởng làm vợ lẽ. Vì không chấp nhận cuộc hôn nhân này, bà bỏ trốn ra Nam Định làm thuê kiếm sống. Thời gian ở Nam Định, bà gặp một người đàn ông bán bún xáo châu và nảy sinh tình cảm. Cả hai cũng về góp gạo thổi cơm chung, thế nhưng cả hai cũng không có con. Hay tin ba mẹ qua đời, bà quay ngược lại quê nhà, thấy em trai bị bắt đi để trừ nợ, vì thương em một lần nữa bà rứt áo ra đi, tìm cách cứu em. Sau đó bà gặp ông chủ buôn tên Hồng người gốc Quảng Đông, cả hai phải lòng nhau. Người này giúp bà Tư Hồng khoản tiền để cứu em. Vì cảm mến tấm lòng nhân hậu của người đàn ông này, bà chấp nhận về chung sống cùng ông. Đến khoảng năm 1890, vì làm ăn thua lỗ, chồng bỏ về nước để lại bà một mình bơ vơ kiếm sống. Nhờ nhan sắc xinh đẹp, bà quyết định về lại Hải Phòng để tìm cơ may mới. Cuối cùng bà Hồng đã gặp viên quan Lắc Lan. Và những gì xảy ra sau đó đã đi vào giai thoại nổi tiếng về nữ đại gia được xem là đầu tiên của Việt Nam. Chuyện bất ngờ về nữ đại gia khét tiếng Hà Thành ba đời chồng nhưng không có con, là người đầu tiên của Việt Nam sở hữu khối tài sản đồ sộ. Trải qua nhiều biến cố, cuộc đời bà Tư Hồng trải qua ba lần đò nhưng không có con. Chuyện tình với viên quan người Pháp cũng không đi đến đâu. Sau khi chia tay quan Lắc Lan, bà Tư Hồng sống một mình ở trang trại thuộc làng Bạch Mai, nay nằm trong khu vực Đại học Bách Khoa Hà Nội. Xinh đẹp, giỏi giang nhưng bà lại vắng số. Đến năm 1921, bà Tư Hồng mất khi mới 53 tuổi. Có người nói rằng toàn bộ tài sản được bà để lại cho em trai và các cháu là con của người em này.